Thưa quý vị, với trên 29.000 hộ dân đăng ký sản xuất kinh doanh ngay tại nơi ở của mình, công tác phòng cháy chữa cháy đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Từ năm 2023 đến nay, thành phố Cần Thơ đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những trường hợp này. Gần đây nhất, các yêu cầu về triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Hiểu được sự quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ của mình, nên trong thời gian qua, ông Lê Thanh Sơn ở phường An Thới, quận Bình Thủy luôn quan tâm trang bị bình chữa cháy, lắp đặt hệ thống điện an toàn và tham gia tập huấn nghiệp vụ chữa cháy thường xuyên. Anh cảnh sát khu vực cũng thường xuyên tới nhắc nhở và nói cho tôi là hiểu được và tuyên truyền hiểu được về cái luật phòng cháy chữa cháy. Và hiện tại thì do điện, do này nọ thì cháy ở các cơ sở, các nơi thì nhiều. Do đó tôi cũng ý thức và cũng có nhắc nhở là những khách trọ lưu trú ở đây hiểu được cái vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Cũng như ông Sơn, các hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn luôn ý thức giữ gìn tính mạng và tài sản của mình và người xung quanh bằng việc thực hiện các quy định của luật phòng cháy, chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy thì em cũng được địa phương hướng dẫn bố trí các bình và tiêu lệnh. Như có một số em công nhân ở đây thì các em cũng có biết về phòng cháy chữa cháy. Theo số liệu thống kê từ các ngành chức năng, toàn thành phố có trên 29.000 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhiều nhất là ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Tuyên truyền vận động tại chợ thì là nhà ở kết hợp với mua bán sản xuất thì và các cơ sở sản xuất trên địa bàn là vận động là đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thống kê tất cả các cái hộ kinh doanh để tổ chức lập hồ sơ quản lý theo quy định, đồng thời cũng định kỳ thì cũng kiểm tra và thường xuyên nhắc nhở, cũng như là gửi cái danh sách để đi tập huấn về phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cũng như là cái kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. Đối với chủ cơ sở thì phải trang bị tốt các cái phương tiện về phòng cháy chữa cháy và phải có ý thức là sắp xếp hàng hóa nguyên vật liệu dễ cháy nổ. Trên cơ sở này, cảnh sát phụ trách khu vực tiến hành rà soát lập danh sách các hộ sản xuất kinh doanh tại chỗ, gồm mua bán các loại hàng hóa kinh doanh phòng trọ, để lên kế hoạch tập huấn định kỳ kết hợp kiểm tra việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các hộ này. Cơ sở của chúng tôi thì cũng tuân thủ theo quy định của các anh công an phường ở đây thường xuyên xuống cũng tuyên truyền chỉ cách phòng cháy chữa cháy, xịt bình xịt chữa cháy, rồi các trang bị bình, vì ổ điện, thiết bị đồ ở đây tụi em cũng đi âm trần rất tốt. Cơ sở chúng tôi có kinh doanh quần áo may sẵn và hết sức đề phòng phòng cháy chữa cháy. Từ đó chúng tôi trang bị đồ phòng cháy chữa cháy có còi báo động. Những thành viên trong gia đình chúng tôi đều biết sử dụng bình phòng cháy chữa cháy. Từ năm 2023 đến nay, thành phố đã xảy ra 5 vụ cháy nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh và cho thuê phòng trọ. Tuy không thiệt hại về người, nhưng cũng gây thiệt hại về vật chất hàng tỷ đồng. Do đó, việc tăng cường kiểm tra kết hợp hướng dẫn nhắc nhở chủ cơ sở, hộ gia đình nghiêm túc chấp hành các quy định của luật phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết để hạn chế thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra.